đấy, nó xa xỉ như thế mà nó vẫn Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel Tô Tranh trên kênh của mình. Hôm nay mình xin mình sẽ tô một bức tranh, đó là những ba cây nấm. Ok, chúng ta cùng đi vào bắt đầu video của mình thôi. Đấy. Nhưng mà sao nhìn nó đang nhìn cái kia to, nhìn cái này nhỏ quá. Cái nấm này thì có màu gì được nhỉ? Mình sẽ lấy một cây nấm màu nâu, một cây nấm màu cam và một cây nấm màu hồng. Đấy, mình không chỉ có thích màu hồng thôi. Nhưng mà anh đưa cho em vậy cái túi nè. Túi nè. Túi dưới chân anh ấy. Đây, đây là cái túi. Đây gọi là cái túi nhé. Cho anh xem được à? Em phải rút tay nghe chứ. Rút làm gì? Rút để đi chơi. Ồ, lộn rồi. Thôi kệ đi. Không cho anh làm xem. Hay lắm. Anh tự xem thì tự bật lên mà xem. Đã hoàn thành chỉ tiêu. Một cây nấm màu hồng, một cây nấm màu cam, một cây nấm màu tím. Angry Bird. Angry Bird. Tuổi thơ dữ dội. Có lộn làm của nó lộn quá phải dễ còn mấy cái quên mất, có mấy cái chưa xóa. Mở nó lên xem cái nào chưa xóa thì xóa đi. Eo chừng mỗi đến thôi. Mở cái mặt nó lên thôi. Mở cái hình to lên nhìn cái nào chưa xóa thì xóa. Bao nhiêu cái? Màu xanh. Ờ,
thích cái hình to, hình cái hình ảnh ở bên cái góc bên trái này, bên phải này, dưới góc trên dưới cùng này, bên phải, bên phải, bên phải đâu? Đó, bên trái chứ. Bên đang bên góc bên này không ạ? Đấy. Ờ, nó có cái hình giống như cái hình ở cái ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết phần tomo này của mình nhá. Và đây chúng ta sẽ cùng nhau ngày hôm nay. Không. Okay. Tôi về gặp lại các bạn ở phần tiếp theo nhé. Em phải kích vào từng cái thì nó mới thấy phút được. Xóa hết em à? Đi lấy xóa hết rồi. Cho vào cái thùng rác lấy lại. Khôi phục lại. Thùng rác nào? Thùng rác ở ngoài màn hình chính. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Hôm nay chúng ta ngoài màn hình chính cơ mà. Chúng ta sẽ tô màu hộp quả. Ok, bắt đầu. Lại thêm mấy quả chim cút nữa thì thôi. Số hưởng. Thì cái là anh giúp em nói nhiệt tình đi nha. Nhớ là năm tư video đấy. Không nhớ thì làm sao? Bye bye. Về đây, bye bye. Bye. Dọn đi. Và mình đã tô xong 3 cây nấm rất là xinh xắn như thế này. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.